Chỉ một câu nói Hennie gây sốt trên fanpage Hoa hậu Hoàn Vũ. Thưa quý vị và các bạn, fanpage chính thức của Miss Universe Hoa hậu Hoàn Vũ bất ngờ chia sẻ câu nói của Hennie và nhận được sự hưởng ứng từ phía người hâm mộ. Sau khi cuộc thi Miss Universe 2018 kết thúc, dù không đạt thành tích cao nhất nhưng Hennie là một trong những gương mặt được người hâm mộ sắc đẹp yêu mến, ủng hộ. Mới đây, fanpage của cuộc thi bất ngờ đăng tải câu nói truyền cảm hứng của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Mọi người gọi tôi là lọ lem của Việt Nam, nhưng cô ấy được bà tiên giúp đỡ, còn tôi tự nỗ lực để tạo nên phép màu cho chính mình. Kèm theo câu nói đó, Miss Universe truyền tải thông điệp ý nghĩa đến với mọi người. Trang này viết, một giấc mơ lớn, hãy làm việc chăm chỉ và biến điều đó thành hiện thực. Lập tức dòng trạng thái này nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả quốc tế bày tỏ sự thích thú trước phát ngôn thông minh của người đẹp đến từ Việt Nam. Một khán giả bình luận, tôi thực sự khâm phục Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, Hennie. Cô ấy xứng đáng có một vị trí tốt hơn tại cuộc thi. Người phụ nữ này thật xinh đẹp và tuyệt vời, nhất là trái tim nhân hậu của cô ấy. Trong khi đó, tài khoản khác khen ngợi, Hoa hậu đến từ Việt Nam, cô ấy là nữ hoàng trong trái tim tôi. Với câu chuyện của cô ấy, tôi biết cô ấy xinh đẹp như thế nào, không chỉ bên ngoài mà còn ở tâm hồn bên trong. Cô ấy xứng đáng có được vị trí trong top 3, kết quả thật thất vọng. Philippines và Việt Nam cho thấy những gì Miss Universe đang tìm kiếm, vẻ đẹp, học thức, sự tự tin và một trái tim nhân hậu cho những người mà họ giúp đỡ, một người hâm mộ bày tỏ. Đây không phải là lần đầu tiên Hennie gây ấn tượng với người hâm mộ quốc tế bởi câu chuyện truyền cảm hứng của mình. Trước đó, trong đêm chung kết cuộc thi, người đẹp từng tạo nên cơn sốt khi kể về hành trình vượt qua phong tục kết hôn sớm của người ED để tiếp tục theo đuổi đam mê. Cô nói, tôi làm được và bạn cũng làm được. Ngay sau cuộc thi, hàng loạt tờ báo quốc tế đưa tin về người đẹp đến từ Việt Nam và dành lời khen cho cô bởi những nỗ lực thay đổi cuộc sống của mình. ABS-CBN viết, câu chuyện truyền cảm hứng của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam thu hút người hâm mộ. Chuyên trang này cho biết Catriona Gray là người được chú ý nhất sau cuộc thi, nhưng chính Hennie là người truyền cảm hứng cho mọi người. Đồng thời, tác giả trích dẫn phần giới thiệu bản thân của Hennie khi vào top 20 và nhận định, cô ấy đã vào top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ, truyền cảm hứng về tầm quan trọng của giáo dục đối với các cô gái trên toàn thế giới. Hàng loạt báo quốc tế hết lời khen ngợi Hoa hậu Hennie sau cuộc thi Miss Universe 2018. Sự ưu ái của truyền thông quốc tế dành cho Hennie đã chứng minh sức hút không hề nhỏ mà đại diện Việt Nam đã làm được trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Sau 3 tuần tranh tài, chiếc vương miện Miss Universe 2018 đã thuộc về người đẹp đến từ Philippines, Catriona Gray. Đại diện Việt Nam Hennie, dù không giành được ngôi vị cao nhất nhưng với vị trí top 5 chung cuộc, cô đã làm nên kỳ tích cho nhan sắc Việt trên đấu trường sắc đẹp quốc tế. Ngoài thành tích đáng nể, những dấu ấn mà Hennie đã làm được tại Miss Universe 2018 cũng giúp cô nhận về vô vàn sự quan tâm từ giới truyền thông, bạn bè và truyền thông quốc tế. Nếu như trong cuộc thi Hennie được truyền thông Thái Lan liên tục đưa tin và báo Mỹ dành hẳn một bài viết về trang phục bánh mì cô mang tới sân khấu Miss Universe, thì đến hiện tại, hàng loạt báo quốc tế đã dành cho người đẹp những lời khen có cánh. Cụ thể, ngay sau khi Miss Universe 2018 kết thúc, bên cạnh những bài viết về tân hoa hậu Catriona Gray, nhiều trang báo lớn của Philippines, Mỹ đã đăng tải thông tin và hình ảnh của Hennie. Hoa hậu của Việt Nam tiếp tục chinh phục người dân Philippines với vẻ ngoài mạnh mẽ, câu chuyện đầy nghị lực. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam là những tiêu đề được báo chí quốc tế dành cho Hennie. Trước đó, vào ngày 18 tháng 12, chuyên trang sắc đẹp uy tín quốc tế Miss Sociology cũng đăng tải clip Hennie tại quê nhà Đắk Lắk. Kèm chia sẻ dài về hành trình khẳng định bản thân của cô trên fanpage chính thức. Đáng chú ý, trang này còn gọi Hennie là hoa hậu trong trái tim người Việt. Có thể nói, dù không giành ngôi vị cao nhất, tuy nhiên, sự ưu ái mà truyền thông, khán giả quốc tế dành tặng cũng chứng minh thành công mà Hennie đã làm được trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Hoa hậu Hoàn Vũ Hennie bông hoa tỏa hương từ đại ngàn.
Bằng tinh thần vượt khó và ý chí vươn lên, Hờ Hen Nghê sinh năm 1992 ở Buôn Sức Mờ Đưng, xã Cư Xê, huyện Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk, đã vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống để thực hiện ước mơ, hoài bão, từng bước chinh phục các đấu trường nhan sắc. Năm 2015 là dấu mốc quan trọng khi Hờ Hen Nghê lọt vào top 9 của cuộc thi Vietnam Next Top Model. Đó cũng là dấu mốc dành cho hành trình chinh phục các đấu trường nhan sắc của một bông hoa núi rừng Tây Nguyên. Năm 2017, Hờ Hen Nghê vượt qua nhiều thí sinh nặng ký để giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và trở thành đại diện của Việt Nam chinh phục đấu trường nhan sắc thế giới tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. Trong đêm chung kết, cái tên Hờ Hen Nghê lại trở thành niềm tự hào của dân tộc Việt Nam khi xuất sắc lọt vào top 5, đánh dấu thành tích tốt nhất của Việt Nam trên đấu trường nhan sắc thế giới. Sau khi chinh phục các đấu trường nhan sắc, Hờ Hen Nghê còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện trên khắp mọi miền đất nước như chương trình đồng hành cùng các bệnh nhân HIV/AIDS, dự án xây dựng nhà tình thương cho bà con nghèo, xây thư viện cho các em học sinh. Với những vinh quang mang về cho dân tộc và những đóng góp cho cộng đồng, vừa qua Hờ Hen Nghê đã vinh dự trở thành gương mặt trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng. Không chỉ đạt được kỳ tích là thứ hạng cao nhất từ trước đến nay của nhan sắc Việt Nam trong cuộc thi Miss Universe, Hờ Hen Nghê còn chiếm trọn được sự yêu mến từ phía khán giả bởi cuộc sống đầy mộc mạc giản dị của mình. 2018 có lẽ là một năm đầy phấn khởi vui mừng của người Việt Nam. Chỉ riêng trong tháng 12 thôi, hình ảnh người Việt Nam trên đấu trường quốc tế đã khiến nhiều người phải trầm trồ ngưỡng mộ. Điển hình đó là thành tích giành cúp vàng AFF Cup sau 10 năm của đội tuyển Việt Nam. Và chỉ sau ít ngày, hai tiếng Việt Nam lại vang lên đầy tự hào trong đêm chung kết của một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Từ khóa Hờ Hen Nghê tràn ngập mạng xã hội, đủ sức đương đầu với cúp vàng AFF hay Quang Hải, Park Hang-seo. Hờ Hen Nghê là người đẹp dân tộc đầu tiên đăng quang ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Hoàn vũ 2017 trong sự tranh cãi của người hâm mộ. Bởi vẻ đẹp của cô được nhiều người cho rằng là đi ngược lại với những chuẩn mực mà công chúng vẫn thường dùng để làm thước đo đánh giá các hoa hậu. Giữa một rừng người đẹp da trắng mũi cao tóc dài, Hờ Hen Nghê với đặc sản của mình thực sự khác biệt, da nâu tóc tém lưỡng quyền cao mặt gầy. Lúc đó nhiều người không ngần ngại dùng những từ ngữ cay độc nhất, thiếu văn hóa nhất để bình phẩm ngoại hình cũng như nguồn gốc xuất thân của cô. Nhưng nhẹ nhàng như không, Hờ Hen Nghê không ngần ngại kêu gọi mọi người ngừng tấn công những người đã xúc phạm mình. Trở về từ Thái Lan sau thành tích top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, Hờ Hen Nghê tiếp tục gây ấn tượng mạnh với khán giả nước nhà lẫn quốc tế bởi sự giản dị và thân thiện đáng mến. Hờ Hen Nghê đã dành toàn bộ số tiền thưởng cho việc thiện nguyện, trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó và hoàn thiện dự án xây dựng thêm nhiều thư viện, hỗ trợ chi phí cho các nữ sinh. Mới đây, trên trang sắc đẹp quốc tế Miss Sociology đã đăng tải một bài viết để tổng kết thành tích từ các cuộc thi nhan sắc lớn trên thế giới năm 2018. Cụ thể, Miss Sociology đã đưa ra 5 hạng mục để đánh giá các người đẹp qua các vòng thi gồm thí sinh ăn ảnh nhất, trang phục dạ hội đẹp nhất, trình diễn bikini nóng bỏng nhất, trang phục dân tộc đẹp nhất và trả lời ứng xử hay nhất. Đáng chú ý nhất, hạng mục trình diễn bikini nóng bỏng nhất, Hoa hậu Việt Nam Hờ Hen Nghê được xướng tên cùng 3 người đẹp khác đến từ Colombia, Venezuela và Philippines. Phần trình diễn bikini của đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2018, chuyên trang Miss Sociology đã đưa ra nhận định Hờ Hen Nghê đã mang đến màn trình diễn khó quên nhất tại Miss Universe 2018. Từng bước đi catwalk và cách di chuyển, thần thái của cô ấy đã thể hiện rất tốt trên sân khấu. Những lời khen ngợi từ một chuyên trang sắc đẹp có uy tín đã khiến khán giả Việt không khỏi tự hào về Hờ Hen Nghê, vì đây là lần đầu tiên một đại diện Việt Nam được chuyên trang sắc đẹp Miss Sociology vinh danh ở hạng mục này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.